Việt Nam có nên mua trực thăng siêu mã cho hải quân đánh bộ. Quý vị và các bạn thân mến, Sikorsky CH-53E Super Stallion, siêu mã là trực thăng quân sự lớn nhất và nặng nhất đang phục vụ trong biên chế hải quân cũng như thủy quân lục chiến Mỹ. So với nguyên gốc CH-53 c Stallion, CH-53E Super Stallion có thay đổi đáng kể là tăng thêm một động cơ, một cánh quạt nâng và nghiêng trục quay của cánh quạt đuôi chừng 20 độ giúp tăng độ tinh cậy trong hoạt động. CH-53E phục vụ trong hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ với nhiệm vụ cơ bản là trực thăng sư tải. Nó cho phép chuyên chở nhiều loại vũ khí hạng nặng như xe bọc thép đánh lốp LAV-25, lựu pháo 155mm M-198 cùng với toàn bộ đạn dược và pháo thủ. Trong công tác thu hồi máy bay cặp tai nạn Super Stalin, có khả năng mang phát các loại phi cơ to bằng nó trở xuống, kể cả trực thăng vận tải CH-47 Chinook. CH-53E Super Stalin có thể xem như một ứng viên sáng giá cho vị trí trực thăng vận tải hạng nặng của Hải quân đánh bộ Việt Nam khi lực lượng này được trang bị tàu đổ bộ cỡ lớn. CH-53E Super Stalin chở được 5 người, thông số kỹ thuật: kích thước chiều dài 30,2 m, đường kính rotor 24 m, chiều cao 8,46 m, trọng lượng trọng lượng trọng 15.070 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 33.500 kg, khối lượng chuyên chở 14.500 kg. Động cơ 2 nhân T64 416 a hiệu suất bay công suất 4.380 mã lực trên một chiếc, vận tốc cực đại 315 km/h, vận tốc hành trình 278 km/h, tầm bay 1.000 km, trần bay 5.640m, tốc độ leo cao 13m trên dây. Vũ khí CH-53E có thể mang hai súng máy 50 PMG 12,7 x 99mm GAU 15A gắn ở cửa sổ, một súng máy 50 PMG 12,7 x 99mm GAU 21 ở cửa đuôi máy bay. CH-53E Super Stylen có thể vận chuyển có thể chở tối đa 55 binh lính, có thể cẩu trực thăng, cẩu xe bọc thép lựu pháo, cẩu chiến đấu cơ.